Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cờ lam 1 triệu tốc cần có ký hiệu là ICA các bạn. Thì hiện tại nó có trong chương trình bán hiện tại nó có một chương trình để góp cho các bạn cờ lam Paris, nên các bạn cờ lam các bạn, và nó đang trong chương trình bán hàng official nè các bạn, còn 13 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Thì để mua được con này thì các bạn mua min tối thiểu là 0.01 BNB và mát là 1 BNB nha các bạn. Ơi, mát là 10 BNB. 0.01 BNB thời bằng 10.000, 100.000 tốc cần ICO nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn khớp dưới phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở cái trình duyệt ký chúc collect của mình ra nè các bạn. Các bạn chọn vào mục đát nha các bạn. Rồi các bạn dán cho trình duyệt ký chúc collect của mình nha các bạn. Các bạn cần phải có một chút phí mạng BNB nha các bạn để làm phí ga. Sau khi dán vào thì các bạn lưu ý các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Hiện tại con bán ICO con này khá là ngon ạ. Rồi các bạn để Clambery 1 triệu tục cặn thì các bạn bấm vào Clambery Rup. Con này các bạn hầu là ngon đó các bạn. Mình tốn phí mạng là 0.0007 BNB nha các bạn, khoảng 0.5 đô. Rồi bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Ok, mình đã giao dịch thực hiện thì các bạn copy phần link con chắc của nó với phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Các bạn chọn gỡ nè để coi được mình nhận bao nhiêu thuốc cần nha các bạn. ICL nè. Ôi, có 1.000 thuốc cần rồi các bạn ơi. 1 triệu tốc cần, đúng rồi. Ok, như vậy mình đã để mình qua bên trang với sàn BankerSwap coi list sàn nó có cho giao dịch chưa các bạn. Cái máy của mình hỏi luôn các bạn, nó có chưa hiện ra đó. Đây mình coi sao nó có gì mình thông báo các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép nha các bạn. Thì để đây được link ghép thì các bạn cần copy cái địa chỉ với BNB Smart Chain của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn trở về con web hồi nãy nha các bạn. Rồi tất cả các bạn dán con chắc nó vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào get link nè. Rồi các bạn copy cái link chép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tiền tục cần nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp claim 1 triệu tục cần ICN đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.